Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cùi lửa khó lường, quan chức đảng cao chạy xa bay. Sau những vụ việc tai tiếng liên quan đến việc đại biểu Quốc hội, cán bộ lãnh đạo tại Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để mua quốc tịch, chính phủ Việt Nam đang có những động thái sửa đổi một số điều luật để ngăn chặn tình trạng này. Và dự thảo nghị định về đầu tư nước ngoài mới đây đã được bổ sung điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản. Đây là hình ảnh thống kê về người nước ngoài mua nhà tại Mỹ trong 10 năm từ năm 2007 cho đến năm 2017. Trong đó, Việt Nam đã nằm trong top 10 quốc gia có công dân mua nhà tại Mỹ nhiều nhất thế giới. Theo đề xuất thì chỉ nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp Việt Nam mới được phép đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài. Điều đó có nghĩa là mọi cá nhân không được phép đầu tư lĩnh vực này ở nước ngoài để tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư và kinh doanh. Điều khoản bổ sung này được cho là nhằm ngăn chặn tình trạng cá nhân, đặc biệt là đối tượng cán bộ, công chức, sĩ quan mang tiền ra đầu tư ở nước ngoài rồi nhận thẻ định cư và quốc tịch ở nước ngoài. Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2015 cho đến nay, số lượng dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước đã giảm mạnh. Trong đó, doanh nghiệp vốn tư nhân và cá nhân tham gia lại ngày càng nhiều. Một tỷ lệ không hề nhỏ là tẩu tán tài sản và mua hộ chiếu nước ngoài. Và xu hướng người Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để lấy quốc tịch đã nở rộ trong nhiều năm gần đây. Đây là hình ảnh xếp hạng hộ chiếu của các nước Đông Nam Á vào năm 2019. Trong đó, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 87 trên 104, đứng gần cuối Đông Nam Á. Tại khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam chỉ quyền lực hơn có mỗi Myanmar, Campuchia và Lào mà thôi. Việc nhập tịch nước ngoài không chỉ giúp nhà đầu tư có quyền đi lại trên thế giới với tấm hộ chiếu có quyền lực hơn nhiều so với hộ chiếu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vốn phải xin visa khó khăn mới vào được rất nhiều nước giàu có hơn. Chưa kể, việc có quốc tịch nước ngoài, nhất là ở một số quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, Anh Quốc, còn tạo cơ hội cho chính nhà đầu tư và thân nhân thụ hưởng nền giáo dục tốt, y tế văn minh, không bị nạn hối lộ, hành hạ. Nếu năm 1975, người Việt Nam đa phần là bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng, vượt biên trên những con thuyền lênh đênh trên biển cả, khiến thế giới phải ngỡ ngàng đặt tên là sự kiện thuyền nhân Việt Nam để tìm đến giấc mơ Mỹ, thì kể những năm thập niên 1990 cho đến nay, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa hội nhập quốc tế, người Việt Nam đã tìm nhiều cách hơn để định cư ở nước ngoài. Đầu tiên và phổ biến nhất là phong trào đi xuất khẩu lao động qua các nước phát triển ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, và trước đó đã có làn sóng xuất khẩu lao động sang Liên Xô và Đông Âu. Và mục tiêu ra đi vẫn luôn là để có thu nhập tốt hơn và điều kiện cho phép thì sẽ tìm cách ở lại. Những năm gần đây, khi kinh tế Việt Nam đã hội nhập mạnh với nền kinh tế thế giới, tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Hiện tượng này đã nảy sinh hình thức định cư mới của giới nhà giàu này, đó là lấy quốc tịch theo diện đầu tư tại các nước phát triển. Đây là hình ảnh quy trình xét duyệt hồ sơ đầu tư định cư tại Ireland. Theo ông Thôi Nguyễn, hiện sống và làm việc tại London, người trực tiếp làm dịch vụ định cư ở Anh cho người Việt Nam, báo cáo của WestEx và Greenfest đã nhận định rằng số lượng người siêu giàu ở Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. Theo WestEx, người siêu giàu là các cá nhân có tài sản trên 30 triệu đô la và Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc tăng trưởng người giàu rất nhanh trên thế giới ở giai đoạn 2012 và 2017. Những nhà giàu đó đã tìm cách mua nhà định cư ở nước ngoài. Anh Quốc, Ireland, Malta, Tây Ban Nha, Ai Cập, Hy Lạp đã trở thành điểm đến ưa thích của người giàu ở Việt Nam nhờ quy chế cho phép nhà đầu tư, doanh nhân chỉ cần bỏ tiền ra mua bất động sản hay đầu tư vào các cổ phần hay mua lại doanh nghiệp có sẵn là họ có trong tay một tấm hộ chiếu có giá trị và rất quyền lực. Ông Thôi Nguyễn cho biết, giao dịch của khách hàng người Việt đến Anh Quốc tăng dần thông qua chương trình định cư vì thông điệp của Vương quốc Anh rất rõ ràng. Họ chỉ chào đón các nhà đầu tư có điều kiện và nhà giàu. Nếu bạn hơn 18 tuổi, không có tiền án, tiền sự và đem 2 triệu bảng Anh, tức là khoảng 60 tỷ đồng Việt Nam, đầu tư vào Anh Quốc và số tiền đó phải chi vào kinh doanh, thì bạn dễ dàng được cấp thị thực diện kinh doanh định cư 3 năm và 4 tháng cho lần cấp đầu. Sau đó, bạn sẽ được quyền gia hạn visa thêm 2 năm ở lại Anh và sau 5 năm, bạn có quyền xin thẻ định cư.
Trong chương trình này, bạn có thể bảo lãnh gia đình và người thân của mình tới đoàn tụ. Bộ Nội vụ của Anh sẽ cấp cho bạn thị thực định cư vĩnh viễn nhanh hơn nếu trong trường hợp trong vòng 3 năm đầu bạn có hơn 5 triệu bảng và chỉ 2 năm nếu bạn có hơn 10 triệu bảng để đầu tư. Sau khi có thẻ định cư vĩnh viễn hơn 1 năm, bạn có quyền xin gia nhập tịch và nhận hộ chiếu Anh Quốc. Một ví dụ khác là Cộng hòa Ireland, nước không bắt buộc người nước ngoài phải lưu trú một số ngày nhất định trong năm mới được cấp thẻ định cư. Nếu bạn mua một căn nhà ở Ireland từ 2 triệu euro thì bạn đã có cơ hội định cư ở đất nước này. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư di cư hay đầu tư để nhập tịch và di cư vốn cũng ngày càng rõ rệt hơn ở đất nước nói tiếng Anh này. Nếu các nhà giàu phải đầu tư ít nhất 1 triệu euro vào một doanh nghiệp ở Ireland để đủ điều kiện trong ít nhất 3 năm là bạn có cơ hội định cư vĩnh viễn và sau đó là có quốc tịch Ireland. Riêng với nhóm có khi điều kiện kinh tế cho phép, nhiều gia đình Việt Nam ban đầu cho con đi du học ở nước ngoài rồi sau đó mở đường cho cha mẹ theo chân sang định cư. Đây là hình ảnh sinh viên Việt Nam du học tại Anh. Số lượng người Việt Nam đi du học ở các nước phương Tây tăng lên rất nhiều. Hiện tượng du học đã nổi lên rầm rộ hơn 15 năm nay và nhiều du học sinh đi học và tìm cách ở lại. Lượng người Việt Nam ở nước ngoài tăng lên dần theo diện đoàn tụ gia đình vì các du học sinh đã ở lại. Viết trên đảng tiếng nói BBC tại London, ông Nguyễn cho rằng sau 8 năm làm công việc tư vấn ở London, gặp gỡ nhiều nhà đầu tư giàu có và thành đạt từ Việt Nam, ông nhận thấy đại đa số họ luôn trăn trở là làm cách nào để con cái họ được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, gia đình được hưởng chính sách y tế tốt nhất và miễn phí. Họ cũng than là làm sao để được sống trong một xã hội văn minh và gia đình được hưởng chế độ phúc lợi và an sinh xã hội tốt, nắm trong tay những hộ chiếu hùng mạnh nhằm tạo ra lợi thế cho thế hệ sau này và xu thế hội nhập quốc tế. Một thực tế hiện nay là hộ chiếu của Việt Nam còn rất nhiều hạn chế để có thể tự do đi lại đến các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Giáo dục, chất lượng cuộc sống của Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Môi trường thì luôn bị ô nhiễm trầm trọng, kéo dài, khiến sức khỏe của con người cũng ngày càng giảm. Ông cũng cho rằng, chừng nào mà những giá trị căn bản đó chưa được cải thiện, thì giới nhà giàu Việt Nam sẽ vẫn còn đi tìm kiếm những nơi đất lành, chìm đậu. Và trở lại việc quan chức Việt Nam, những người đã dành cả cuộc đời làm việc, cống hiến cho công việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, mà vẫn theo đuổi giấc mơ mua quốc tịch ở một xứ tư bản dẫy chết, đang là vấn đề nhức nhối trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đe dọa đến tính chính danh của Đảng. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ, từng mang quân hàm thượng tá công an bị lộ là có nỗ lực tìm mua hộ chiếu Mỹ. Chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản cầm quyền đã có nhiều quy định rất chi tiết nhằm kiểm soát bộ máy quan chức, công chức và 5 triệu đảng viên của mình. Vào năm 2017, một quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra hàng chục điều cấm đảng viên không được làm, gồm những điều khá chặt chẽ về quan hệ với nước ngoài, về vấn đề được coi là nhạy cảm theo nhãn quan chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Quy định số 102 công bố đầu năm 2018 ghi rõ một số điều cấm đoán như sau. Thứ nhất là có quan hệ mật thiết với người nước ngoài mà không báo cáo. Thứ hai là có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và có thái độ chính trị, có hành vi chống đảng và nhà nước ở điều 25. Thứ ba là về cá nhân không được tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo, điều số 26. Và tiếp theo là tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, chồng, con, chị, em ruột thịt đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở nước ngoài bằng nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân ở nước ngoài khi chưa được phép, điều số 26. Và tiếp theo là gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài ý muốn, điều 27. Và các quan chức, đảng viên, cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an được cho là các đối tượng dễ lợi dụng chính sách để kiếm lợi và tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Và hiện tượng các quan chức Việt Nam tẩu tán tài sản lớn ra nước ngoài được báo chí trong nước cho là đã khá phổ biến và rất khó thu hồi tiền bạc về cho Việt Nam. Lực lượng vũ trang gồm quân đội và công an luôn được coi là cái tay phải của Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ sự tồn vong của Đảng. Một câu hỏi lớn được đặt ra là có hay không sĩ quan công an, quân đội Việt Nam tham gia các tuyến di cư bằng đầu tư ra nước ngoài hoặc tẩu tán tài sản kiếm được bằng cách nào đó trong nước để có hộ chiếu ở nước ngoài. Và báo chí tại Việt Nam chưa tìm ra trường hợp nào trong khối quan chức mang quân phục thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đã từng có sĩ quan an ninh cao cấp phạm tội và bị lộ là có nỗ lực tìm mua hộ chiếu Mỹ. Báo Việt Nam hồi năm 2019 và đầu năm 2020 nói Thượng tá an ninh Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, người bị bắt và xử tù trong vụ án hồi năm 2018,
đã khai là ông ta từng chi ra 700.000 đô la để nhờ làm hộ quốc tịch Mỹ cho cả gia đình, nhưng bị lừa và không đạt mục tiêu đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 với bản tin Củi lửa khó lường, quan chức đảng cao chạy xa bay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.